Xin chào toàn thể mọi người. Hôm nay MC Trịnh Dương tiếp tục review căn nhà có 102, trung tâm quận Hai Bà Trưng. Vâng, căn nhà nằm tại lõi trung tâm, quận nội đô Hà Nội. Đây là cơ hội cho quý khách đang tìm một ngôi nhà để ở, hoặc anh chị đầu tư kinh doanh cũng không thể bỏ qua căn này được. Với diện tích gần 30m², được thiết kế kiến trúc hiện đại châu Âu, gồm 5 tầng sổ đỏ sẵn sàng giao dịch, chủ nhà là giảng viên Đại học Bách Khoa. Do cần tiền cho con đi du học nên ngậm ngùi chào bán. Khu vực dân trí cao gần trường đại học Bách Kinh Xây, đó là các trường đầu ngành Việt Nam, Bách Khoa, Kinh tế, Xây dựng, vô cùng tiện lợi cho con cái học hành. Một bước ra ô tô, mõ xe ba gác phi vèo vèo, trước nhà view thoáng vĩnh viễn. Vị trí vô cùng tiềm năng cho các nhà đầu tư sinh lợi. Nếu gia đình mua ở thì đây là một căn nhà không thể bỏ qua, chậm người khác sẽ mua mất. Với vô vàn ưu điểm nhưng chúng ta lại bỏ ra số tiền rất thấp so với thời điểm hiện tại. Chỉ 3 tỷ 3 quý khách được sở hữu toàn bộ căn nhà, sổ đỏ chính chủ. Vị trí đẹp, an ninh tốt, dân trí cao, tiềm năng giá lên chỉ sau vài 3 tháng. Quý khách liên hệ số điện thoại 0919684297 MC Trịnh Dương để xem nhà và trao đổi chi tiết hơn nữa. Lưu ý, khách mua ở hay chủ đầu tư đến xem nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi điện thoại và Zalo 0919684297 hoặc mọi người có thể bình luận, trao đổi ý kiến ngay dưới video này. Hãy bấm ngay nút đăng ký và theo dõi để nhận được nhiều thông tin các căn hộ khác quý khách mong muốn. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.